ngày bùng nổ theo đà, hay gọi là ngày FTD, Follow Throughout Day, đúng không? Là một cái ngày mà đúng như cái tên gọi của nó, bùng nổ trên một đà tiếp diễn trước đó, đà tăng tiếp diễn, tức là trước đó là một đà tăng rồi, bây giờ bùng nổ trên cái đà tăng đó thì gọi là bùng nổ theo đà. Một cái phiên bùng nổ theo đà thì có thể là tăng ít nhất khoảng 1,2%, và khối lượng là cao hơn phiên trước đó hoặc là cao hơn trung bình 20 phiên. Trong đó thì kẹp theo đó là những cái nhóm ngành dẫn dắt của thị trường, thì đó gọi là một phiên bùng nổ theo đà. Và phiên này thường là phiên xuất hiện từ phiên số 4 tới phiên số 7 sau phiên phục hồi đầu tiên. Có nhiều cái quan điểm về phiên bùng nổ theo đà, anh em có thể đọc trên các kênh thông tin. Nhưng mà trong cái quá trình sử dụng bùng nổ theo đà thì mình có vài cái ý sau để có thể chia sẻ với anh em. Đầu tiên đó là anh em đánh ở trong cái form dài hay là form ngắn thì cái cây bùng nổ theo đà sẽ là khác nhau. Ví dụ nếu anh em đánh theo form dài từ cái vùng đáy 873 thì thị trường vẫn có sóng từ bấy giờ đến nay. Tại vì cái cây bùng nổ theo đà của thị trường nó ở vùng 950 đến vùng 1000 cơ mà. Thị trường đã bao giờ về đến đấy lại đâu. Thì những cái người mà đánh bùng nổ theo đà cây đó ấy, thì đến nay vẫn chưa phải bán cổ phiếu. Nhá. Tức là những cái người mà đánh follow theo một cái trend rất dài của thị trường từ đáy suy thoái lên ấy. Đó là cái cây bùng nổ theo đà, mình nhớ không nhầm là cây 16 tháng 11 là tạo đáy nhỉ. Đấy, xong loanh quanh có đó khoảng chục phiên nữa, mình không nhớ chính xác là ngày bao nhiêu. Nhưng mà chục phiên nữa có cái phiên trên 900 điểm rồi tăng gần 1000 điểm ấy. Mấy phần trăm, 3-4% này có cái phiên nến dài cực kỳ luôn. Tím hết. Đấy. Những cái người mà đánh chen từ đấy lên giờ là cây bùng nổ theo đà đấy, bây giờ là vẫn ngon đấy. Tức là người ta chưa phá cái chen đấy thì người ta chưa gọi là đào, là thị trường con gấu. Anh em có để em phá được cái chen đấy xem thì có phải là cụ đi không, cụ tèo không? Đấy, đấy là cái yếu tố đầu tiên. Còn đối với những em đánh ngắn ấy thì anh em follow theo những cái trường phái đánh ngắn. Ví dụ như là khi mà thị trường cứ vỡ đáy liên tục thì anh em lại bắt đầu anh em follow xem là lại đếm phiên phục hồi đầu tiên, đúng không? Khi mà thị trường bắt đầu gãy những cái trend MA50 giảm khoảng trên 5% từ đỉnh, 10% từ đỉnh, bắt đầu anh em lại phiên phục hồi đầu tiên. Anh em bắt đầu lại đếm 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Đếm để xem là phiên bùng nổ theo đà nó sẽ là phiên nào. Đấy, xong rồi phiên thứ 4, phiên thứ 7 thường là xuất hiện phiên bùng nổ theo đà. Còn nếu phiên xuất hiện phiên 9, phiên 11 thì sức mạnh nó sẽ rất là yếu. Đó. Và phiên bùng nổ theo đà có quan trọng không? Quan trọng. Nó là một phiên để xác định thị trường có sóng tăng nó bền vững hay không. Bắt buộc phải có một phiên bùng nổ theo đà. Đây cũng là phiên điểm mua cho rất nhiều những cái trường phái đầu tư khác nhau. Nhá. Đấy là cái số 2. Cái số 3, bùng nổ theo đà có thất bại hay không? 1/3 những phiên bùng nổ theo đà là thất bại, là cụ tèo. Tức là 1/3 những phiên bùng nổ theo đà là bull trap. Đó là cái mà anh em, ba cái ý mà anh em cần phải lưu tâm. Và nếu bùng nổ theo đà nó xảy ra chính xác, cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh nhất trong ngày đó là cổ phiếu anh em phải mua, hoặc anh em mua test sau đó. Đó là những cái ý mà mình muốn chia sẻ với anh em. Nhá, yeah. Chia sẻ với anh em. Có bùng nổ theo đà, càng mạnh bao nhiêu thì cái dư địa của cái sóng đó càng tốt bấy nhiêu. Tùy anh em đánh trong một cái góc là góc như thế nào. Nếu anh em đánh như kiểu mình nói là đánh trong góc ngắn thì là cây bùng nổ theo đà là cây cây A, cây B, cây C. Nhưng đánh ở góc dài, ví dụ anh em đánh từ cái góc mà từ mùng 2 tháng 11 đến bây giờ thì có một cái cây bùng nổ theo đà từ ngày mùng 2 tháng 11 rồi đến ngày mùng 3, mùng 4, à mùng 8 tháng 11 ý. Cái cây ngày mùng 8 tháng 11 ý, thì đến hiện tại thị trường vẫn chưa về cái cây đấy. Vậy thì ai mà cầm từ ngày cái giai đoạn đó đến bây giờ thì vẫn là một form tăng. Anh em hình dung không? Tức là cái bùng nổ theo đà nó xác định là tùy từng cái góc mua của cả nhà khác nhau. Ví dụ cả nhà mua giai đoạn này thì cả nhà bắt đầu cả nhà lại đếm. Nhưng đây là bùng nổ theo đà trong ngắn hạn thôi. Ví dụ cả nhà mà bảo cả nhà trung hạn một cái nhịp vừa rồi thì nó chưa gãy cái cây ngày mùng 8 tháng 11 ý, chưa bay, thì nó vẫn là còn một chen tăng. Nó vẫn là chen tăng từ cái giai đoạn đó đến nay. Còn ai mà đánh từ đáy thì cái cây ngày loanh quanh khoảng cuối tháng 11 năm ngoái, à năm 22 ý, thì đấy mới là bùng nổ theo đà xịn. Anh em hình dung cái này không ạ? Sử dụng bùng nổ theo đà thì nó cũng phải lưu ý mấy cái đấy. Còn mấy cái
Cái khác thì mình nghĩ là anh em biết rồi nhá. Chia sẻ mấy cái ý mà anh em không biết. Chúc anh em đầu tư luôn thành công.